Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh và tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 và khảo sát một số dự án trọng điểm gắn với chỉnh trang cảnh quan đô thị thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ với doanh nghiệp định kỳ tháng 8 để xem xét đề xuất kiến nghị của một số doanh nghiệp. Đầu năm 2023, huyện Yên Mô đã triển khai thí điểm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử nhằm từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác đảng và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ của tỉnh, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh và tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện, thành phố. Tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ của tỉnh ở thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, trong không khí linh thiêng, thành kính, đoàn đại biểu của tỉnh đã kính cẩn dâng nén tâm hương, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có hơn 16.000 con em của quê hương Ninh Bình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính cẩn dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cách mạng suốt đời cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh ở phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đặt vòng hoa mang dòng chữ Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú của quê hương đã chiến đấu và anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Ninh Bình nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã đề ra, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại phần mộ đặt tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình. Trong suốt quá trình hoạt động, công tác đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
tưởng nhớ công lao to lớn của cố Chủ tịch nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình nguyện kế thừa, phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Ninh Bình đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống tốt đẹp, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Ninh Bình nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Chiều nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 và khảo sát một số dự án trọng điểm gắn với chỉnh trang cảnh quan đô thị thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Hoa Lư. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương liên quan. Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1, các đồng chí thường trực tỉnh ủy và đoàn đã kiểm tra tiến độ tại nút giao Đông Tây với đường cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Đến nay đã và đang thi công 11,5 trên tổng số 23 km phần nền đường, cống ngang và các cầu trên tuyến. Tập trung thi công lớp mặt đường bê tông nhựa đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với đường cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Giá trị xây lắp thực hiện đạt khoảng 32% khối lượng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương liên quan và nhà thầu trong triển khai thực hiện. Để đảm bảo tiến độ dự án, các đồng chí đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, thi công vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Phấn đấu hoàn thành dự án sớm nhất để phát huy hiệu quả lan tỏa, mở ra không gian, dư địa phát triển mới, kết nối với đường cao tốc Bắc Nam, qua đó tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc và đoàn cũng đã đi khảo sát một số dự án trọng điểm gắn liền với chỉnh trang cảnh quan đô thị tại thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Qua khảo sát thực tế, các đồng chí đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, đồng bộ, hiện đại, hướng tới đô thị văn minh, xanh, thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ với doanh nghiệp định kỳ tháng 8 để xem xét đề xuất kiến nghị của một số doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp. Tại hội nghị đã có 5 ý kiến của 3 doanh nghiệp và cá nhân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh quy mô, cơ cấu, tổng mức đầu tư, tiến độ, thời gian thực hiện dự án. Vấn đề thuê đất lập dự án đầu tư xây dựng siêu thị kinh doanh tổng hợp và nộp lại hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản. Trao đổi làm rõ các nội dung trên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, tỉnh luôn khuyến khích nhà đầu tư đổi mới công nghệ, phương pháp quản lý để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên phải đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch huyện, vùng gắn với bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đồng thời giao các sở ngành liên quan chủ trì phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất. Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức định kỳ vào thứ Năm tuần cuối tháng, với mục tiêu chính là lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, từ đó có những giải pháp hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp hồi phục, phát triển trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Sáng nay, huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập tác phẩm Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, thị trấn trong huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản cốt lõi của tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Theo đó, tác phẩm được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả. Tác phẩm tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện. Với kết cấu gồm 3 phần, 623 trang, 111 hình ảnh minh họa được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Để việc học tập nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, huyện ủy Yên Khánh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Trong đó, cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, về lý luận, mục tiêu, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực. Gắn nhiệm vụ này với xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tại hội nghị, huyện ủy Yên Khánh cũng triển khai quy định số 114 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2023, tổng kết sản xuất vụ đông năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023. Vụ mùa năm 2023, thời tiết tương đối thuận lợi. Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, biện pháp thực hiện linh hoạt phù hợp với từng vùng, nên nhìn chung các loại cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đến ngày 30 tháng 8, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 35.400 ha, đạt trên 99,4%. Trong đó, diện tích lúa hơn 31.000 ha, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn ôm đồng đến chỗ bông. Hiện ngành nông nghiệp đang tập trung hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát diễn biến thời tiết, các đối tượng sinh vật gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo sản xuất vụ mùa năm 2023 giành thắng lợi. Đối với sản xuất vụ đông, đây là vụ có ý nghĩa quan trọng, mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022, toàn tỉnh đã trồng được trên 7.800 ha, giá trị sản xuất ước đạt trên 996 tỷ đồng. Những loại cây trồng có giá trị thu nhập trên hectare canh tác cao là khoai sọ, khoai tây, ớt cay, hoa. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nêu bật một số kết quả, trong đó có sự hỗ trợ theo nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều vùng đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa, chú trọng đầu tư thâm canh cây trồng có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng trồng tập trung, có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vụ đông năm 2023 được dự báo thời tiết đầu vụ sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng đến thời vụ gieo trồng cũng như sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý các địa phương căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch sản xuất và có các giải pháp cụ thể để gieo trồng khoảng 7.800 ha cây trồng các loại trong khung thời vụ tốt nhất, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày là cơ hội để Ninh Bình thu hút, kích cầu du lịch. Trong đó, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách khi đến Ninh Bình. Nằm ở trung tâm của thành phố Ninh Bình với tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn Hoàng Sơn Beach đã có nhiều kinh nghiệm đón tiếp khách trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày. Trong đó, dịp mùng 2 tháng 9 năm nay đã được khách sạn lên kế hoạch từ rất sớm, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại nguồn nhân lực, đầu tư chỉnh trang một số hạng mục cơ sở vật chất để sẵn sàng đón khách. Từ hè là chúng tôi đã có xây dựng các cái chương trình khuyến mại kích cầu, và năm 2029 thì chúng tôi lại thúc đẩy được cái
các cái chương trình đấy tốt hơn. Khách về lưu trú tham quan tại Ninh Bình là giá phòng của chúng tôi có thể giảm giá này, và chúng tôi sẽ ưu tiên các cái chương trình khuyến mại, có thể là trong cái các bữa ăn chúng tôi có thể là anh đạt tiêu chí thì sẽ được miễn phí đồ uống chẳng hạn, hoặc là giảm giá đồ uống, hoặc là giảm bao nhiêu phần trăm cái combo, cái gói đó. Cùng với việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng các dịch vụ du lịch, Ninh Bình đã trở thành điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn trong các dịp nghỉ lễ. Toàn tỉnh hiện có 807 cơ sở với hơn 10.000 phòng nghỉ, trong đó có 1 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, 7 cơ sở đạt từ 3 đến 4 sao. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn đều đã tích cực liên kết với đơn vị kinh doanh lữ hành để có nhiều ưu đãi về giá khi khách sử dụng combo du lịch, đồng thời xây dựng các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Ngành du lịch cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo thực hiện nghiêm các quy định về công khai niêm yết giá cả dịch vụ, tránh tình trạng nâng giá, ép giá trái quy định trong các dịp cao điểm. Nhờ vậy, nhiều cơ sở lưu trú đã gần kín phòng do có nhiều đoàn khách đặt với số lượng thành viên lớn. Mùng 2 tháng 9 luôn là dịp đông khách và cao điểm ở tất cả các điểm du lịch trên cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng. Tuy nhiên, để làm tốt công tác đón tiếp, đảm bảo về chất lượng dịch vụ, làm hài lòng tất cả các quý khách hàng, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất cũng như sự chỉnh chu đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự ở tất cả các khâu. Hy vọng sẽ góp phần làm nên thương hiệu của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình. Dịp kỷ niệm mùng 2 tháng 9 này thì khách sạn Royal chúng tôi thì đã full phòng. Chúng tôi quan tâm nhất là thứ nhất là khách đến đây cảm giác thoải mái khi mà lưu lại khách sạn chúng tôi, và chú trọng nhất về vấn đề ăn uống, ăn buffet buổi sáng thì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất mỗi một khách hàng khi mà đã đến với khách sạn chúng tôi. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú sẽ góp phần quan trọng tiếp tục quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu điểm đến cho du lịch Ninh Bình, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế. Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn xã Sơn Thành, huyện Nho Quan đã triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Thực hiện nghị quyết về đẩy mạnh công tác giảm nghèo, Đảng bộ xã Sơn Thành đã lãnh đạo chỉ đạo tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong vài năm trở lại đây, xã đã thành công trong việc quy hoạch lại vùng trũng cấy lúa kém hiệu quả, vận động nhân dân chuyển đổi sang mô hình kết hợp cấy lúa, nuôi thả thủy sản, đã mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đồng mỗi hộ trên một năm. Tôi đang chăn nuôi vịt và thả cá thì cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương. Thì để tôi làm kinh tế, tôi có thêm cái động lực để tôi làm phấn đấu mở rộng mô hình làm giàu cho bản thân và quê hương. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, xã đã triển khai xây dựng nhiều nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm giúp đỡ xây dựng sửa chữa nhà ở cho 4 hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Gia đình bà Đào Thị Thế là một trong những hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí là 50 triệu đồng để sửa chữa nhà ở theo nghị quyết 43. Có ngôi nhà mới khang trang, gia đình rất vui mừng, phấn khởi. Trước đây là cái ngôi nhà này là nó cũng lụp sụp, là nó cũng hư hỏng. Thì bây giờ là được sự quan tâm của chính quyền, địa phương, ban ngành. Và bây giờ là cũng hỗ trợ cho gia đình tôi một số tiền. Là bây giờ là cũng sửa sang là cũng gọn gàng rồi. Bây giờ là cũng xin cảm ơn chính quyền và địa phương giúp cho gia đình tôi. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh trên địa bàn được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, vừa giải quyết việc làm, vừa nâng cao thu nhập. Hiện trên địa bàn xã đang có 217 hộ kinh doanh nhỏ lẻ giải quyết việc làm cho khoảng 80% lao động trong độ tuổi. Đến nay, thu nhập bình quân trong xã đã đạt khoảng 52,7 triệu đồng trên một người một năm. Những năm vừa qua thì Đảng, chính quyền địa phương chúng tôi rất quan tâm đến cái việc mà phát triển kinh tế ở địa bàn cũng như là cái xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các cái nguồn vốn
của nhà nước để có thêm cái nguồn vốn để phát triển sản xuất. Vì vậy trong những năm vừa qua thì cái tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi hàng năm từng bước được giảm. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chúng tôi chỉ còn 1,86%. Tới đây chúng tôi tiếp tục tập trung cái việc rà soát các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở trên địa bàn, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo để giúp cho các hộ gia đình có được công ăn việc làm, ổn định cái thu nhập. Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Sơn Thành thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển. Thời gian qua, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nho Quan tăng cường tổ chức các buổi tư vấn, cung cấp kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi khu vực miền núi, dân tộc thiểu số trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tại nhà văn hóa xã Quảng Lạc, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người cao tuổi có mặt để tham gia buổi truyền thông nâng cao sức khỏe. Giảng viên đã cung cấp các kiến thức về thực trạng dân số của Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan nói riêng, nhất là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, chính sách dân số, kế hóa gia đình, thực hiện bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kiến thức về tiền hôn nhân. Người cao tuổi chính là người có tiếng nói, sức ảnh hưởng quan trọng trong mỗi gia đình, cộng đồng. Bởi vậy, những buổi truyền thông dân số như thế này không chỉ làm thay đổi nhận thức của lớp người cao tuổi, mà còn góp phần thay đổi tư duy, nhận thức cho mỗi gia đình, cộng đồng về chính sách dân số hiện nay. Các cụ thì bây giờ là cái tuổi già rồi, thế mà đi mà khám thường xuyên thì các cụ có thể là cũng không tập trung được. Nhưng mà nhất là trên mà đã có một cái chương trình, tức là truyền thông để chăm sóc sức khỏe cho các cụ, tôi thấy là rất có ý nghĩa. Để các cụ cái thứ nhất đến để coi như là cũng gặp mặt nhau vui vẻ, cái thứ hai là để nắm được cái tinh thần và nắm được cái chủ trương và nắm được cái bệnh ở trong người của mình để các cụ coi như có thể là điều chỉnh được. Nói chung ra thì chúng tôi bây giờ là thuộc cái tầng lớp người cao tuổi với lại cái người có uy tín trong thôn, thì trách nhiệm đối với những người cao tuổi thì bây giờ thì thực sự ra là chỉ truyền đạt lại cho con cháu với lại thế hệ trẻ để nó nắm bắt được những cái kiến thức về vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Thế nên là chúng tôi thấy rằng là qua những đợt này là hết sức là có lợi cho gia đình cũng như là cho xã hội. Đồng thời tại lớp truyền thông, người cao tuổi còn được các bác sĩ cung cấp kiến thức về một số bệnh thường gặp như cao huyết áp, tim mạch, xương khớp, đái tháo đường, cách phòng tránh, chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý. Đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, những kiến thức này rất bổ ích. Nội dung được tư vấn ngày hôm nay phải cực kỳ bổ ích cho các cái người cao tuổi nói chung. Và cái kiến thức này chắc chắn sẽ được các cụ về truyền đạt lại tiếp tục cho con, cho cháu. Và trong cái thời gian tiếp theo này thì là đối với hội người cao tuổi, nó có căn cứ vào cái chương trình ở trên, rồi là tiếp thu những cái sự quan tâm của các cấp thì là sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện để cho các cụ có cái điều kiện sống tốt hơn, sống khỏe hơn, sống có ích hơn. Việt Nam là một trong những các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 12% dân số vào năm 2019 và đến năm 2050 con số này sẽ tăng lên hơn 25%. Phần lớn người cao tuổi có sức khỏe suy giảm, mắc các bệnh lý mãn tính, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, truyền thông để nâng cao nhận thức về chăm sóc, sức khỏe, giúp họ và gia đình có thêm kiến thức cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ở nhà thì cứ tự chăm sóc bản thân, là sáng thì cũng dậy thể dục. Thế rồi thì nói chung là ăn uống thì nó có điều độ. Cứ một tháng là một lần lên, vừa lấy thuốc áp huyết, rồi vừa để cho bác sĩ y tá ở kiểm tra áp huyết rồi cũng như là sức khỏe. Thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, chế độ dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đóng góp công sức, kinh nghiệm, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
Nhằm duy trì ổn định tình hình giao thông và kiềm chế các vụ tai nạn, Công an thành phố Tam Điệp đã tổ chức ra quân tháng cao điểm an toàn giao thông tháng 9 năm 2023. Thực hiện tháng an toàn giao thông năm nay, Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, hướng mạnh về từng địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, khu, cụm công nghiệp, tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, tinh thần trách nhiệm các lực lượng chức năng trong việc tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm, hiện thực hóa mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương từ 5 đến 10% so với năm 2022. Trước mắt chúng tôi tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật là phối hợp với các cái xã phường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhân cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và dịp khai giảng của các cháu học sinh đến trường. Sau đó chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền tới từng trường học, từng khu công nghiệp. Đồng thời chúng tôi sẽ tăng cường kết hợp với cao điểm tổng kiểm soát phương tiện để xử lý các cái lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là chở quá tải, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông. Để phát huy hiệu quả hoạt động của tháng an toàn giao thông, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Mỗi người cần thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.